Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự diễn đàn Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tháng Công nhân năm 2024 và là hoạt động tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929 28 tháng 7 2024. Tham dự diễn đàn có 450 cán bộ đoàn viên công đoàn, công chức viên chức, trong đó có 95 công nhân lao động tiêu biểu về sức sáng tạo, năng suất cao được lựa chọn từ các ngành địa phương đơn vị trong cả nước. Diễn đàn là dịp để công nhân viên chức, công chức, cán bộ, công đoàn và các doanh nghiệp ở các vị trí khác nhau cùng trao đổi bàn thảo đánh giá về thực trạng năng suất lao động Việt Nam, nguyên nhân và điểm nghẽn. Phát biểu kết luận tại diễn đàn Thủ tướng đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lựa chọn chủ đề rất đúng, rất trúng, rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh năng suất lao động là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là một trong những thước đo để đánh giá so sánh trình độ phát triển giữa các quốc gia cũng như giữa các lĩnh vực địa phương trong từng quốc gia. Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương tổng hợp đầy đủ kiến nghị đề xuất hiến kế của đoàn viên người lao động tập trung rà soát tiếp thu tối đa để hoàn thiện cơ chế chính sách quy định pháp luật liên quan và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện tạo môi trường sinh thái tốt nhất cho người lao động phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo yêu nước